Chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn các bạn căn chỉnh máy. Thì cái máy này là máy 650 x 1000 mm. Hành trình của nó là 500 x 800 nhé. Và củ phay của nó là củ phay 500W. Đấy, thì máy sau khi các bạn lắp ráp lên thì nó sẽ như thế này. Thì là mình lắp ráp thì mình đã có cái video hướng dẫn lắp ráp. Ở cái phần trước là mình đã có video hướng dẫn lắp ráp rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn thêm một cái công đoạn nữa, là cái công đoạn mà các bạn kiểm tra máy. Kiểm tra máy để cho nó hoạt động tốt và nó đạt được hiệu quả. Hiệu quả cao nhất thì các bạn nên chú ý cho mình một số các cái vấn đề như sau. Đây có một số các cái vấn đề. Đây thì trước tiên là mình quay tổng thể cái máy. Mình quay tổng thể máy để cho các bạn xem cái cách lắp ráp. Thì là sau khi lắp ráp xong thì bộ máy nó sẽ như thế này. Có hai con ốc này thì mình chưa kịp vặn vào hết thì cũng không sao cả. Tại vì là cái máy thường máy test ấy thì mình chỉ có lắp, mình chỉ siết tất cả các ốc này vào thôi. Thế còn ở đằng phía bắt ke này nó còn 10 con ốc ở đằng sau với 10 con ốc ở đằng trước, thì cái đấy mình gửi ốc cho các bạn để các bạn bắt. Đấy, thì đây mình quay tổng thể cái máy CNC 1000 nhân với 1000 nhân với lại 650. Đấy, thì đây thì đây là mặt bên của nó này. Mặt bên của nó đây nhá, là có hai bên vai này. Đấy, trục Z thì nó như thế này. Đấy, thì các bạn lắp lên như này nhá, nó chưa, các bạn chưa lắp động cơ bước với lại chưa lắp đây động cơ bước trục X trục Y, các bạn chưa lắp. Đấy, thì mình hướng dẫn các bạn căn chỉnh cái nêm ma của trục Z thì mình vẫn giữ nguyên này. Đấy, thì các bạn quá trình các bạn lắp nhá, các bạn khi các bạn lắp xong ấy, lắp xong như thế này rồi, hoặc là máy các bạn đang chạy mà nó có cái tình trạng là chạy không được chính xác, hoặc là nó bị bó vít me ở đâu đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh các cái lỗi đấy, chỉnh các cái lỗi về vít me hay chỉnh các cái lỗi về trượt chiếc con trượt nhé. Thì đây đi, mình giới thiệu qua tất cả con trượt này, nó đều có các cái con ốc vặn ở đây, các bạn nhìn thấy rõ nó có con ốc vặn, ốc lục giác ở đây này. Đấy, thì nếu mà trường hợp mà bi các bạn đẩy mà nó không được trơn mà nó bị bó nhá, thì các bạn lấy cái lục giác các bạn nới lỏng, hơi nới lỏng cái các con ốc ở trên thân này ra cho mình, kiểm tra kỹ lại cho mình nhá. Mấy các con ốc ở trên này các bạn, có nghĩa là các bạn vặn các cái con ốc này các bạn vặn vừa tay để làm sao cho cái bi nó tiếp xúc với cái thanh trượt này, là nó tiếp xúc nhẹ nhất nhá, để cho máy nó chạy được chính xác và chạy được chuẩn. Đấy, thì sau khi lắp lên rồi này, mình sẽ kiểm tra bằng cách như thế này nhá. Mình hướng dẫn các bạn kiểm tra này. Đầu tiên các bạn kiểm tra trục Z cho mình này. Bạn kiểm tra trục Z, các bạn thò tay vào đây này. Thò tay vào đây nhá, các bạn quay này. Quay vít me nhá. Đây này, các bạn thò tay vào, các bạn quay vít me này. Đấy. Các bạn quay vít me đây, hoặc là trong quá trình các bạn lắp vặn ốc ở đây này. Đấy, trong quá trình các bạn vặn ốc ở đây, bắt gỡ của dưới này, thì các bạn đã phải quay cái này rồi. Quay vít me trục Z này này. Đấy. Quay vít me trục Z này nhá, nó lên xuống rất là trơn như này. Đấy là cách kiểm tra vít me này. Đấy. Còn trường hợp nếu mà nó bị bó nhá, trường hợp nhưng mà cái trục Z này thì nó rất ít khi là bị bó, bởi vì trục Z này mình làm nó rất là chuẩn rồi. Trục Z này mình không có tháo ra,
Đấy, nên nó sẽ không không bao giờ nó bị. Kể cả trục X nhanh thế này, kiểu mỗi cái trục Y ở dưới này, các bạn lưu ý cho mình một chút cái trục Y ở dưới này nhá. Cái trục Y ở dưới này ấy, thì đây này, khi các bạn lắp xong nhá, các bạn lắp xong máy rồi ấy, các bạn nhớ này, nhớ là nó có hai con ốc vặn chốt chốt ở đầu vít me này nhá. Thì các bạn nhớ là các bạn phải chốt lấy cái lục giác mình gửi cho các bạn ấy, lấy lục giác mình gửi cho các bạn nhé, và các bạn nhớ là chốt chốt chặt hai cái đầu vít me này lại nhá. Đấy, cả hai đầu luôn, đầu đằng trước này với đầu đằng sau, nhớ là chốt 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 chặn cho mình nhá, chốt chặn cho mình đây này, cái đầu đằng sau nữa này. Đấy, còn các bạn mà không chốt chặt cái này là trong quá trình nó chạy ấy, vít me nó sẽ bị xô ấy, vít me nó sẽ bị xô ra đằng trước hoặc xô ra đằng sau, thì nó dẫn đến hiện tượng là các bạn dẫn đến hiện tượng là các bạn chạy nó không được chính xác ấy. Đấy là một trường hợp các bạn chạy nó bị sai hình, nó không được chính xác, là do một phần là do cái vít me này các bạn chưa chốt cái ốc ở đầu này, này nó dẫn đến là, bởi vì trong quá trình vít me nó vẫn còn cái độ dơ mà. Đấy, các bạn phải lắp xong các bạn phải chốt áo bi, chốt ốc này vào thì là nó mới lại giữ nguyên được cái vít me này ở vị trí cố định. Còn nếu các bạn không chốt các cái vít me này lại thì là nó sẽ bị xô đi xô lại như này, trong quá trình chạy nó sẽ bị kéo cái này, kéo lệch đi lệch lại. Đấy, là trường hợp mà nó sẽ làm cho máy của các bạn chạy không được chính xác nữa, chạy mất chính xác. Đấy là do trục vít me nhá. Với lại cái thứ hai nữa các bạn cần kiểm tra cho mình, chỗ này nó hơi tối, mình quay ra đây. Các bạn kiểm tra cho mình nhá, kiểm tra cho mình cái thứ hai này, vấn đề thứ hai cần lưu ý là các bạn kiểm tra cho mình cái này. Vấn đề thứ hai là các bạn kiểm tra, các bạn lấy tay ở đây, các bạn kéo nó sang này. Đấy. Các bạn kéo nhá, các bạn lấy tay các bạn kéo cái trục Z này này, nó chạy ở trên này này. Đấy, các bạn lấy tay các bạn kéo này. Có thể nó hơi nặng một chút, nhưng mà không sao, nó không đến mức nặng quá mà các bạn không kéo được. Đấy, các bạn phải kéo đẩy qua đẩy lại như này này, thì là trường hợp các bạn đẩy qua đẩy lại kéo được như này nhá. Đấy, các bạn kéo được như này. Đấy, thì nó không bao giờ là lỗi, nguyên nhân là không bao giờ bị lỗi bị bó vít me. Đấy, hoặc là chạy sai bước thì không bao giờ bị bó con nhá. Nên các bạn nếu mà trường hợp mà nó bị làm sao bị sai bước thì các bạn phải kiểm tra cái vấn đề còn lại, là các bạn phải kiểm tra cái khác. Còn vít me mới trượt là nó không vấn đề gì cả. Đấy, như này các bạn kéo nó trơn như này thì nó không vấn đề gì. Đấy, kéo trơn này nhá, không vấn đề gì. Với bên dưới này cũng thế này. Bên dưới này cũng thế, bên dưới này các bạn cũng kiểm tra như thế cho mình nhé, bằng cách các bạn kéo này. Đấy. Hoặc các bạn đẩy nhá, các bạn đẩy này. Đẩy cái vít me ở giữa nó quay ấy. Các bạn đẩy từ từ này, vít me ở giữa nó quay này. Đấy. Quay từ dưới này mà nó kéo, các bạn kéo lên trên này, phía trên này. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, các bạn phải kéo như thế nhá, thì khi đấy máy của bạn mới chạy mới chính xác được. Đấy, thì là mình hướng dẫn các bạn chỉnh. Còn nếu trường hợp mà các bạn kéo mà nó không được nhẹ lắm ấy, các bạn kéo không được nhẹ lắm thì là do đây này, trong quá trình nắp, các bạn là nắp cái trục ở vít me ở giữa này nó chưa được vào chính xác ở cái giữa tâm này. Đấy, thì rất đơn giản thôi, các bạn sẽ lấy cái tô vít, các bạn lấy một cái tô vít nhá, các bạn nới lỏng hai con ốc đằng trước này ra cho mình này. Các bạn dùng cà lê mới dùng tô vít, các bạn nới lỏng hai con ốc của đằng trước ra cho mình nhá, nới lỏng ra. Đấy, nới lỏng ra cho đến khi nào mà ổ bi này nó lỏng hơn, đây ổ bi nó hơi lỏng ra như này này. Đấy, các bạn chỉ cần lấy lỏng này ra thôi. Đấy, và các bạn kiểm tra lại, các bạn lấy tay các bạn kéo cho vít me nó quay, để cho vít me nó vào giữa cái tâm ấy. Đấy, cả hai bên nhá, cả bên này cũng thế, nếu trường hợp nó bị bó vít me, các bạn nhớ nới lỏng hai ốc này ra nhá.
Đấy. Đấy, sau khi nó trơn như thế này rồi này. Kéo trơn như thế này rồi nhá. Đấy thì các bạn mới bắt đầu các bạn lấy tô vít các bạn siết lại. Đấy, bây giờ các bạn lấy tô vít các bạn siết lại nhá. Siết nó chặt lại. Các bạn giữ bên trong này, các bạn lấy tô vít các bạn siết chặt lại. Đấy là sau khi mình đã lắp ráp và mình kiểm tra xong, các bạn sẽ bên trên này cũng thế, bên trên các ổ bi này nhá. Nếu trường hợp nó bị bó nhá các bạn. Lưới lỏng hai con ốc ốc này ra này. Đấy. Lưới lỏng hai ốc đầu này ra nhá. Với đầu đằng sau này ra này. Đấy, và các bạn lấy tay các bạn đẩy nó nhẹ đi là được. Đấy, còn nêm ma các bạn chưa vội lắp. Đấy, các bạn kiểm tra kỹ cho mình. Như thế. Thì là tiếp nữa đây là mình sẽ tiếp theo nhá, là mình sẽ cho một cái vật liệu ở đây để mình test thử cái con máy này. Mình test thử con máy này để kiểm tra cái độ chính xác của máy nhá. Để cho các bạn xem cái độ chính xác của máy của con này. Tiếp nhá, mình hướng dẫn các bạn là xét cái bước cho cái bộ máy này nhé. Trước tiên nhé các bạn, là để các bạn xét được cái các bạn đo được cái khoảng cách cho nó chính xác ấy, các bạn lắp cái mũi nhọn vào nhé. Các bạn lắp mũi càng bé càng tốt thì để các bạn đo. Các bạn đo cho nó chính xác ấy. Đây mình sẽ lắp cái mũi mình lắp cái mũi thay gỗ nhá. Đây các bạn lắp cái mũi phay gỗ vào, các bạn để các bạn đo khoảng cách cho nó chính xác. Khi các bạn chấm nó xuống dưới cái phôi của mình ấy, một cái điểm nhỏ xuống cái phôi của mình sẽ nhìn thấy được là nó là bao nhiêu mm ấy. Đấy, các bạn lắp vào mũi nhọn vào. Hướng dẫn cho các bạn là cách điều khiển máy luôn. Các bạn mua cà lê 13 mi 17 nhé. 13 kẹp trên này, 17 các bạn. Đấy, mình tặng vừa tay. Kiểm tra speeder nhé các bạn. Các bạn tăng spinner lên. Đấy, các bạn vặn spinner lên nha. Bây giờ các bạn muốn nó đánh dấu ở điểm này. Mình chuyển nó xuống một tí nhé. Các bạn điều khiển máy nhé. Điều khiển máy này các bạn hạ Z xuống này. Nếu các bạn muốn hạ chính xác nhé. Muốn hạ chính xác thì tốt nhất là các bạn phải đo ấy trước. Nó có dò dao, các bạn đo dò dao trước. Đo dò dao để cho mình biết được là bao nhiêu. Cho mình biết được bao nhiêu mili để tí nữa mình hạ.
Thế nha các bạn, giò các bạn cho các bạn lấy được điểm của nó ở đây nhé. Có dao rồi, bây giờ các bạn điều khiển nó xuống 20 mm này. Cái này của mình dày 20 này. Các bạn không chắc chắn thì các bạn lấy thước kẹp nhé. Các bạn kẹp kẹp cho cái này 19,2 này. Đấy thì các bạn điền vào trong phần mềm nhé. Nó là 19,5 này. Cộng với lại thêm 5 cái 0,5 mm nó nhấc lên ấy. Thì có nghĩa là 20 mm. Nếu các bạn điều khiển máy xuống 20 mm, sau đó đánh dấu xuống cái mặt này nhá, thì bạn sẽ đi lên. Thế là thành 21 mm. Bạn sang cửa sổ MD nhé, các bạn gõ lệnh vào ấy. G0 Z này, Z0 nhé, Z0 là nó xuống dưới mặt dưới này, đấy, xuống dưới mặt dưới này. Còn các bạn G0 Z trừ 1 này, đấy, G0 Z trừ 1 nhé, nó sẽ hơi đấy, xuống đây 1 mm này. Sau đấy các bạn nhấc Z lên nhé, nhấc Z lên này. G0 này, G0 Z bằng 20 các bạn nhấc lên nhé. Đấy, sau khi các bạn điểm mà đánh dấu một cái lỗ tròn ở đây rồi. Đấy, các bạn đánh dấu một cái lỗ tròn ở đây rồi nhé. Đấy. Thì là bây giờ các bạn muốn di chuyển nó đi một đoạn này, các bạn di chuyển nó đi một đoạn nhé. Đây nhá, thí dụ như máy của các bạn nhé, các bạn không biết được là cái bước đây này, cái bước của vít me của các bạn là bao nhiêu này, các bạn không biết nhập vào bao nhiêu nhá. Đấy thì các bạn sẽ đo tự động cho mình này, bạn đo tự động bằng cách nhá, các bạn sẽ điều khiển một đoạn của máy nhá. Đây này, ví dụ như bây giờ các bạn đo cái từ cái chỗ này mà đến cái máy cái thành này là bao nhiêu này. Đấy, ví dụ như đây mình đang đo đây, nó vào 117 nhá. Để tí nữa các bạn di chuyển đấy, các bạn cộng thêm vào xem là nó sẽ di chuyển là bao nhiêu. Đây nhá, các bạn đo đây 116,8 117. Hoặc là các bạn lấy cái thước kia cho nó chính xác đây. Mình lấy cái thước này nhìn cho dễ này. Để các bạn đo vào đây nhá. Đấy thì nó cỡ khoảng 116 mm nhá. Đấy đây này, 116 mm này. Đấy thì là trên cái phần mềm này. Trên phần mềm này nhá, bây giờ các bạn các bạn sẽ vào cái phần sau khi bấm XYZ về không hết này, các bạn vào phần set stepper unit này, các bạn bấm vào đây và các bạn chọn set trục X nhé, các bạn ấn OK này. Đấy, sau đấy các bạn sẽ điền vào đây là ví dụ mình trừ, mình cho máy nó chạy chạy xuôi về bên kia mà trừ 80 đi, bất kỳ nhé, các bạn muốn nó dịch bao nhiêu cũng được. Hoặc là các bạn dịch hẳn 100 đi cho nó dễ tính nhỉ. Trừ 100 nhá. Các bạn ấn OK này. Đấy thì máy của mình nó sẽ chạy sang bên này. Đấy, và sau đấy mình
các bạn sẽ nhìn sẽ đo cái kích thước mà các bạn chạy được ấy. Bạn đo kích thước của bạn chạy được và bạn nhập vào đây. Đấy, các bạn nhập vào ô này và các bạn ấn OK thì là nó sẽ tính được cái bước của Vitme. Nó sẽ tính được cái bước của Vitme để cho mình nhập bên kia nhá. Đấy thì đây bây giờ mình sẽ đo đo thực tế nhá. Các bạn ra đo thực tế của máy này. Thì chỗ này đúng của nó là 216 đấy. Mà lúc nãy là các bạn trừ đi 116 lúc nãy thì là di chuyển là 100 đúng không? Đấy có nghĩa là các bạn di chuyển 100 mm thì trên cái phần mềm này các bạn nhập vào đây là 100 này. Đấy, các bạn nhập vào chỗ cửa sổ này là 100 mm này. Đấy. Các bạn ấn OK này. Các bạn ấn OK nhá. Đấy các bạn nhập vào 100 và các bạn ấn OK này. Đấy thì nó sẽ tính đây này, nó sẽ tính được cái số bước các bạn cần nhập vào này. Đấy nó sẽ hiện lên số bước này, X này. Acid này, WinB này. 1600 đúng không? Stepper unit đúng không? Đấy các bạn ấn nhiết này. Đấy thì nó sẽ tính được cái của bạn là chuẩn luôn, là Vitme là của bạn là nhập vào bên trong là 1600. Đấy thì đây các bạn mở cái phần port and pin này ra và các bạn vào phần moto turning này. Đấy thì các bạn để ý này, nhá, cái X nó sẽ tự nó nhập vào đây là 1600 này. Đấy. Còn kể cả các bạn chỉnh nó sai đi chăng nữa hay nó đi bất kỳ đâu sai bước thì nó vẫn cũng sẽ về 1600. Đấy là các bạn điều chỉnh được bước bằng trên phần mềm nhé. Đấy với trục Y thì cũng làm tương tự. Trục Y thì các bạn làm tương tự, các bạn cũng sẽ tính được ra cái bước, cái thông số bước của nó nhé. Đấy, nó tính tự động luôn, tính tự động thông số bước luôn. Đấy các bạn ấn OK này. Đấy thì là hôm nay đây mình nhân tiện thể đây mình sẽ đây nhá, ví dụ tiếp tục mình để máy đây. Mình sẽ cho nó chạy một cái hình tròn với một cái hình vuông. Các bạn test tiếp này, các bạn sẽ test một cái hình tròn với một cái hình vuông nhá. Thì chỗ kia là 100 này. 100 này mình sẽ bạn hạ trục Z xuống. Bấm X, Y, Z về 0 này, bạn hạ trục Z xuống. G0 này, Z0 này. G0Z1 đấy các bạn, làm sao để cho nó cái mũi của mình nó chỉ chạm vào cái mặt phôi thôi nhé, nó đừng có sâu ăn sâu quá làm gì, thì để cho nó chạm mặt phôi để mình test nó dễ. Đấy, tiếp đến bây giờ mình sẽ làm một cái hình tròn, một cái hình vuông để mình test nhé. Giờ mình sẽ làm cái hình tròn hình vuông ở đây để xem nó cỡ khoảng tầm bao nhiêu.
hình vuông nhá, hình vuông cỡ khoảng tầm 60 đi, 60 nhá, hình tròn 50 nhá. Đấy, để xong rồi tí mình đo luôn thước cho các bạn xem kiểm tra. 60 này, hình vuông này, 60 này. Đây các bạn điều khiển gốc tọa độ nó sang bên phía tay trái này nhé. Quên lúc đấy mình để gốc tọa độ bên phía tay phải. Đấy, giờ mình cho chạy lại này. Thế các bạn chuyển gốc tọa độ sang bên phía bên kia nhé. Bạn chuyển gốc tọa độ sang đây nhé, để cho nó chạy bên này nhé. Nó hơi rung là do cái phôi này nhá. Cái bản phôi này các bạn kẹp nó chắc vào, nó sẽ không bị rung. Bản phôi các bạn kẹp không chắc thì nó sẽ bị rung. Các bạn cạo sạch ba vía nó đi nhé. Cạo sạch ba vía của nó đi để mình kiểm tra cái hình tròn nó xem nó chuẩn chưa. Đấy, đây các bạn là điều khiển máy nó xuống bên dưới chút. Thế nha, sau khi các bạn cạo ba vía đi rồi này, các bạn sẽ có được cái hình của nó như thế này. Đây, nó sẽ ra được cái hình như thế này nhá. Đấy. Đấy, cái hình đây mình quay từ trên quay xuống cho bạn nhìn. Đấy thì là cái hình này các bạn nhìn thấy nó vuông tròn, rất là vuông và rất là tròn này. Đây là các bạn để ý các bạn cắt hình tròn với hình vuông này. Lúc đấy các bạn để ý hình tròn hình vuông, nhưng mà các bạn xuất cốt, nhớ khi các bạn xuất cốt này, các bạn phải để cái đường cắt line nó ở giữa nhá. Đấy. Các bạn phải xuống on này này. Các bạn chọn on này này, còn các bạn chọn inside này, đến lúc nó sẽ cắt bên trong nhá. Và nó in outside này sẽ cắt bên ngoài này. Thì là cái đường led của mình nó sẽ bị lệch đi một chút. Đấy, nó sẽ không chuẩn được ở giữa. Cho nên là khi các bạn đo cái thước đo mm nó sẽ bị hụt đi độ khoảng không phẩy không mấy mm ấy. Đấy, nhìn nào, nó là do cái này nhá. Đấy, do cái này là bên trong và bên ngoài này. Đấy, bên trong hay bên ngoài các bạn phải chọn ở giữa. Các bạn chọn ở giữa thì nó mới chuẩn, tức là nó chạy vào giữa cái đường nét này này, nó chạy vào giữa cái đường nét ở giữa này. Đấy, thì là các bạn mới đo thước nó mới chuẩn được. Đây, để mình tiếp tục mình cho một cái hình bé lại hơn nữa nhá. Mình cho nó bé lại này. Mình cho một cái hình bé hơn. Thêm một cái hình bé lên để mình test nhá. Thì cái này cho nó vào khoảng cỡ khoảng tầm thế nào, chỗ này 30 thôi. Để tầm 30 đi nhé. Vì chỗ này bên trong này nó 40 đi. 40 nhé, mình sẽ chạy cái chỗ dưới này.
nó hơi run, các bạn không được đầm lắm các bạn. Đây là mình làm thử với mà mình test thử với mình vặn này nó chưa chặt lắm. Các bạn mua gỗ tấm gỗ MDF về các bạn đặt lên đây các bạn bắt nó chặt xuống nhé, nó sẽ không bị rung. Bây giờ mình đưa máy nó lên một chút đã. Đấy, mình đưa nó lên chỗ này nhé. Giờ mình sẽ cắt tiếp nó ở chỗ đoạn này trở đi. Đấy. Đấy, mình sẽ cắt từ đoạn chỗ đầu phong vuông vuông này trở xuống nhé. Vòng tròn bây giờ sẽ cho là 15 thôi. Và ô vuông của nó là 40. Vì cái phôi của mình nó bé hơn. Đấy, các bạn chọn dao và các bạn nhớ chọn nó cắt ở giữa nhé, nó cắt ở giữa đường nhé. Đây, mình sẽ vẫn dùng con dao đây trên phần mềm đây các bạn chọn, bạn chọn dao nhé. Đây mình sẽ chọn con dao Evering nhé, Evering 3.17 nha, vẫn là mũi đường tinh, vẫn tinh mũi đó, vẫn là 0.1 này. Đấy, các bạn vẫn để tốc độ 600 để test nhá. Vẫn ok này. Và đây là các bạn chọn, nhớ chọn cái này, nhớ chọn on này. Chỗ phần cắt ở giữa vector ấy, các bạn chọn on nhá. Đấy. Như này nó ra nó mới chính xác được 100%. Bạn bấm vào đây. Bạn bấm reset này, bấm chạy này. Đấy, hình của mình nó sẽ như thế này. Đấy, bạn xếp nó lại. Xếp nó lại là Polish 2 này. Đấy, mình xếp lại nhá. Sau đấy các bạn chuyển qua, các bạn bấm loát G-code Polish 2 này. Đấy. Và các bạn cho nó chạy. Start này. Cạo ba vía đi nhá. Cạo ba vía đi để đo. Điều khiển máy nó xa, chỗ xa tí. Đấy, đây là cái hình nó cắt này. Bạn lo cái hình nó cắt nhá. Đấy. Hình nó cắt đây này các bạn sẽ. Sẽ biết được là nó sẽ tròn hay méo. Đấy, và các bạn lấy thước các bạn kẹp đúng cái giữa tâm nhá của nó nhá. Đấy thì đây nó đúng của nó là 30 đây này. Đấy, các bạn đo vành nhá, vành của nó đúng 30 này. 30.2. Các bạn lùi vào tí nữa. Thế các bạn đo chiều này với chiều này. Nó đều là 30 hết nhá. Đấy đây này 30 đây này. 30 và cái ngoài này là 40 này.
40 nhá, nó đúng cái mép luôn đấy, đúng cái mép của nó luôn đấy. 40 này. Thế thì là còn do cái mũi dao của chúng ta nữa nhá, còn do cái mũi dao ấy, cái mũi dao của các bạn là nó có ở giữa hay không. Đấy, cái mũi dao nó ở giữa thì nó sẽ chính xác là nó sẽ ở giữa. Còn có nhiều con dao V nó cái mũi nó có thể là khi mình cắm xuống là nó V là nó sẽ ăn lệch ra một tí mà, bao giờ cũng thế. Con dao V ấy, nó ăn xuống đấy, nhưng mà đây là chuẩn luôn 40 này. Chuẩn luôn 40 và bên trong này anh chuẩn là 30 luôn nhá. Đấy. Đấy, nhưng mà các bạn cũng chỉ cần nó là vuông, nó vuông và nó tròn thôi, chứ còn cái những cái này lệch không phẩy mấy mm này các bạn có thể điều chỉnh được ở trên phần mềm. Đấy. Thí dụ mình nói thí dụ như các bạn muốn đục lỗ chuẩn nhé, các bạn muốn đục lỗ ví dụ các bạn lắp dao vào của nó là 3.17 chẳng hạn, nhưng mà thực tế các bạn đo đường kính của nó chưa chắc đã được 3.17, có thể nó là 3.16 hoặc là 3.15 đấy, nó sẽ bị lệch, hơi lệch đi một chút về cái thông số dao ấy, nó không phải con dao nào cũng chuẩn đâu. Đấy, cho nên là khi mà nó bị lệch một tí thì các bạn lại phải chỉnh trong phần mềm. Thí dụ như mình muốn đục cái lỗ của nó là 4 mm chẳng hạn, mình muốn đục cái lỗ 4 mm. Đấy, thì các bạn khi các bạn đục cái con dao 3.17 ấy, các bạn xét thông số dao 3.17 và các bạn đục thử của nó ra mà các bạn đo mà nó không được 4 mm, nó chỉ được khoảng tầm 3.9 thôi. Đấy, nó chỉ lệch khoảng tầm 0.01 mm thôi. Đấy. Thì cái đấy là điều đương nhiên, nó lệch một tí, thế là cũng do cái mũi dao, hoặc là khi nó sản xuất ra cái con dao ấy, có con dao nó cái đầu của nó chỉ cần hơi tòe ra một tí hơn là nó đã bị ăn rộng ra một tí rồi. Đấy, thế là ăn rộng ra một tí, thế mình phải điều chỉnh ở trong phần mềm ấy. Ví dụ như 3.17 mà các bạn cắt nó khoảng tầm 4 ly, hơn 4 ly một tí chẳng hạn, 4.05 chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn lại điều chỉnh trong phần mềm, các bạn chỉ để dao nó chỉ 3.1 thôi. Đấy. Thì là nó sẽ ra đúng tinh tinh là cái lỗ của bạn các bạn cần cắt. Đấy, còn dao thì nó có nhiều kiểu dao. Có nhiều kiểu dao khác nhau lắm, nên là các bạn lắp dao các bạn lưu ý dao nhé, là khi cái đường chạy của dao ấy, đấy, lưu ý cái đường chạy của dao nó có phải là đường tâm chạy ở giữa không? Đấy. Hay là nó lại là cái đường lệch. Cho nên là các bạn cắt ra hình nó không đúng. Nó không đúng bởi vì các bạn không chọn đúng cái đường tâm của nó ở giữa, hoặc là đường tâm của nó outside hoặc inside. Đấy, outside là cắt bên trong. Outside là cắt bên ngoài, inside là cắt bên trong. Đấy, nghĩa là thế. Nó cắt phía trong này này hoặc nó cắt phía ngoài này này, nó đã khác nhau rồi. Đấy, thì nó dẫn đến nó sẽ lệch mm. Đấy, còn các bạn muốn test mm chuẩn thì các bạn phải lắp cái mũi nhỏ nhất 1 mm vào để các bạn test như thế này, thì các bạn mới biết là nó chuẩn hay không chuẩn. Đấy nhá. Đấy, các bạn phải lắp mũi 1 mm vào, các bạn cho nó chạy thì các bạn mới biết được là nó chuẩn hay không chuẩn. Đấy, còn máy CNC thì máy nào cũng thế, nó sai lệch lặp đi lặp lại của nó sai lệch cỡ khoảng tầm 0.05 mm. Đấy, 0.0, tức là nó chưa được 0.1 mm, độ lệch của nó không chưa bằng cái mũi của con dao fighting ấy.